Chào bạn, Huyền Đồng Hồ TV sẽ cùng bạn tìm hiểu một chiếc đồng hồ khá cổ điển của hãng Seiko. Đây là chiếc đồng hồ sử dụng máy transistor, nó kiểu như máy bán cơ đấy, để tạo chuyển động của kim dây. Trong này có một con quay sử dụng tóc giống như đồng hồ cơ đấy, tuy nhiên thì cái động lực của nó sẽ bằng pin. Cái đồng hồ này có thiết kế khá là cổ điển với khung thì bằng nhựa nhưng mà có màu nâu giống như gỗ đấy, mặt màu vàng với các cọc số nổi và được sản xuất tại Nhật Bản. Made in Japan, bạn nhìn thấy chữ Japan ở phía dưới số 6 đây. Phần kim này cũng thiết kế khá là cổ điển với hai kim giờ, kim phút màu đen. Kim dây thì là kim mạ vàng. Các bạn nhìn thấy cái kim dây nó chạy này và nghe tiếng lách cách ấy. Nó chạy như đồng hồ cơ cót. Tuy nhiên cái đồng hồ này chạy pin ấy. Dòng máy transistor. Ở mặt sau các bạn sẽ nhìn thấy cái máy đồng hồ. Các bạn nghe tiếng nó chạy không ạ? Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cả phần con lắc này. Ở trên này có tóc đấy. Nó sử dụng một viên pin chung kích cỡ pin C. Phần này các bạn treo tường này. Còn mã của đồng hồ này là TTX677, cũng rất là lâu rồi. Cái núm này để chỗ chỉnh giờ. Khi muốn chỉnh giờ ấy, thì các bạn sẽ kéo cái núm này xuống và xoay thì nó sẽ chỉnh được kim phút và kim giờ. Các bạn chỉnh tới cái giờ hiện tại rồi nhả ra là việc chỉnh giờ đã xong. Mặt trước này là kính ạ, được giữ bởi bốn cái hàm này, và về mặt kích thước nó sẽ có cái đồng hồ hình vuông, bề ngang là khoảng 34 cm, chiều đứng là cũng 33,5 cm và chiều dày của đồng hồ là khoảng 7 cm. Cái này rất là phù hợp nếu bạn nào có không gian đồ nội thất kiểu cổ điển. Và nếu mà các bạn quan tâm cái đồng hồ này, các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại bên dưới và đừng quên đăng ký kênh Đồng Hồ TV để có thêm nhiều thông tin về các loại đồng hồ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.